Xin chào quý vị và các bạn. Tuần mới đã lại bắt đầu và những thông tin thời tiết ngay bây giờ sẽ giúp quý vị khởi động tuần mới dễ dàng và thuận lợi hơn. Sáng nay, tình trạng rét đậm, rét hại diện rộng ở miền Bắc đang có xu hướng giảm dần khi mà khối không khí lạnh đang yếu đi. Chính vì vậy, nền nhiệt độ sáng nay ở Bắc Bộ đã tăng thêm từ 1 cho đến 2 độ. Phổ biến ở khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ từ 8 cho đến 11 độ, trong khi ở vùng đồng bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, là từ 12 cho đến 14 độ. Đến trưa chiều nay, trên toàn miền Bắc trời hửng nắng nhẹ và thời tiết hanh khô, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ tăng lên ngưỡng từ 17 đến 19 độ. Với ngưỡng nhiệt như vậy thì rét đậm chỉ còn xảy ra ở khu vực vùng núi và trung du, rét hại chỉ còn xuất hiện ở các vùng núi cao hay là các tỉnh biên giới như là Lạng Sơn và Cao Bằng, còn đối với thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng không còn rét đậm nữa. Dự báo từ ngày 22 tháng 12 trở đi, khí lạnh suy yếu rõ rệt, khiến cho nền nhiệt độ cao nhất sẽ có xu hướng tăng chậm dần, với nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên ngưỡng từ 16 cho đến 20 độ. Tuy nhiên, nhiệt độ về đêm và sáng lại có xu thế giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ do hiện tượng phát xạ nhiệt. Do đó, cảm giác sẽ là ngày nắng nhẹ và khá ấm, còn tối và đêm sẽ là cảm giác rét sâu, quý vị cần lưu ý. Với khu vực Trung Bộ, không khí lạnh yếu đi nhưng lại có thêm hoàn lưu phía tây của bão Krovanh đang hoạt động trên Biển Đông. Vì thế, trong ngày hôm nay và 1 đến 2 ngày tới, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến tận Ninh Thuận tiếp tục xảy ra mưa ở nhiều nơi. Riêng khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Phú Yên vẫn là những vùng có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Do có mưa cho nên nền nhiệt độ trong ngày thứ hai đầu tuần ở toàn bộ miền Trung tiếp tục duy trì ở mức thấp. Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, nhiệt độ chỉ từ 15 cho đến 17 độ, còn tại Thừa Thiên Huế nhỉnh hơn ở mức từ 18 đến 19 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 19 đến 23 độ, trời rét. Khu vực các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn một chút, dao động từ 24 cho đến 26 độ. Hoàn lưu phía tây của cơn bão số 14, Krovanh, cũng ảnh hưởng tới cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Riêng khu vực Tây Nguyên còn có thêm tác động của không khí lạnh, cho nên trong ngày ở đây trời nhiều mây, có mưa sắp xỉ diện rải rác, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên không cao, từ 23 cho đến 26 độ, còn ở Nam Bộ trời nắng nhẹ gián đoạn với nhiệt độ từ 28 cho đến 31 độ. Trên biển, bão số 14 Krovanh vẫn đang di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 10 cho đến 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày hôm nay 21 tháng 12, vị trí tâm bão ở cách Huyền Trân khoảng 180 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11. Sau đó bão tiếp tục giữ nguyên hướng, cường độ và tốc độ di chuyển. Đến 16 giờ ngày 22 tháng 12, bão còn cách Côn Đảo khoảng 270 km về phía đông. Trong những giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiến gần đến vùng biển các tỉnh từ Sóc Trăng cho đến Cà Mau. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới có gió mạnh từ cấp 6 trở lên và giật từ cấp 8 trở lên là khu vực từ vĩ tuyến 7,5 đến 12 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110 đến 115 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Ngoài ra, vùng biển khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh với sóng biển cao từ 5 cho đến 7 mét. Những thông tin tiếp theo về diễn biến của cơn bão sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Các tỉnh miền Bắc vẫn chịu sự chi phối của hệ thống không khí lạnh mạnh. Bên cạnh đó, độ ẩm không khí giảm thấp, hanh khô làm cho trời ít mây hơn. Do vậy, về đêm và sáng, nhiệt độ có xu hướng giảm thấp hơn, phổ biến trong khoảng từ 9 cho đến 12 độ, vùng núi có thể xuống thấp hơn. Còn vào ban ngày thì nhiệt độ cao nhất trưa chiều cũng chỉ đạt khoảng từ 16 đến 19 độ, có nơi lên đến trên 20 độ. Riêng khu vực Tây Bắc, nhiệt độ cao nhất ngày có thể tăng hơn một chút, đạt khoảng từ 23 cho đến 24 độ. Lui xuống khu vực miền Trung, đến với các tỉnh phía Bắc như là Thanh Hóa và Nghệ An, thời tiết cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ giảm thấp, đặc biệt là các khu vực vùng núi. Nhiệt độ về đêm cũng chỉ khoảng từ 10 cho đến 13 độ, còn ban ngày mức nhiệt tương đương với khu vực Bắc Bộ. Càng đi về phía Nam của dải đất miền Trung, nhiệt độ càng tăng dần. Các tỉnh thành phía Nam, khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ trưa chiều vẫn có thể tăng lên ngưỡng từ 24 cho đến 27 độ, thậm chí có điểm cao hơn, ở đây có nắng ấm áp. Trong hôm nay, ở khu vực Trung Trung Bộ, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi vẫn có mưa trong ngày. Tuy nhiên, lượng mưa cũng không quá nhiều, trung bình chỉ khoảng từ 5 cho đến 20 mm.
Đã bước sang thời kỳ mùa khô cho nên về cơ bản, thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày và đêm nay phổ biến ít mưa. Tuy nhiên do nằm ở rìa xa của hệ thống không khí lạnh khuếch tán xuống từ phía Bắc nên nhiệt độ có xu hướng giảm. Mức nhiệt cao nhất trong 24 giờ tới tại khu vực Nam Bộ chủ yếu dao động từ 28 đến 31 độ. Còn tại Tây Nguyên thì chỉ đạt từ 24 cho đến 27 độ. Thời tiết thủ đô Hà Nội trong hôm nay phổ biến trạng thái khô ráo, trời hầu như không mưa. Về đêm và sáng nhiệt độ tương đối thấp, chỉ còn khoảng 10-11 độ. Còn vào ban ngày, nhiệt độ cũng không tăng cao, trưa chiều nay chỉ sấp xỉ dưới ngưỡng 19 độ. Ban trưa trời có hửng lên một chút. Nhìn chung thời tiết này cũng tương đối thuận lợi cho các hoạt động thăm thú, ngắm cảnh quanh Hà Nội của du khách. Tuy nhiên quý vị vẫn nên lưu ý là về đêm thì nhiệt độ giảm thấp, do đó việc giữ ấm cơ thể là rất cần thiết để bảo vệ tốt cho sức khỏe của mình. Xu thế thời tiết thành phố Hải Phòng cũng khá giống với thủ đô Hà Nội. Thời tiết trong nội thành không khác biệt quá nhiều, dao động nhiệt độ ngày đêm trong khoảng từ 11 cho đến 18 độ. Tuy nhiên quý vị và các bạn lưu ý, ở các khu vực huyện đảo ven biển như là Đồ Sơn, Cát Bà, thời tiết có gió nhiều hơn. Đặc biệt trên khu vực các vùng biển thuộc vịnh Bắc Bộ và vùng biển ven bờ có gió đông bắc khá mạnh, không thực sự thuận lợi lắm cho các hoạt động du lịch vãn cảnh biển. Nằm ở khu vực miền Trung cho nên thời tiết thành phố Đà Nẵng có những khác biệt so với thời tiết các tỉnh thành phía Bắc. Nhiệt độ ở đây không thấp như khu vực phía Bắc. Mức nhiệt giữa ngày và đêm dao động trong khoảng từ 22 cho đến 26 độ, mang lại tiết trời dễ chịu cho người dân khu vực. Mức nhiệt độ này vừa phải nên ủng hộ cho các hoạt động dân sinh cũng như giao thông sản xuất. Trạng thái thời tiết trong ngày có mây thay đổi đến nhiều mây, mưa vẫn nhiều khả năng xuất hiện, nhưng lượng mưa chỉ khoảng từ 5 cho đến 10mm một ngày. Chính vì vậy, thời tiết cũng không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động ngoài trời của quý vị. Nằm xa hơn hẳn về phía Nam, thời tiết thành phố biển Nha Trang ngày hôm nay khá nhiều mây, đôi lúc có mưa vào chiều tối, đêm và sáng, nhưng lượng mưa không nhiều. Tổng lượng mưa trong vòng 24 giờ cũng trong khoảng từ 10 đến 20mm. Ban ngày trời khá nhiều mây, nhiệt độ trưa chiều chỉ khoảng từ 26 cho đến 27 độ. Mức nhiệt vừa phải cùng với gió biển thổi nhẹ, mang lại thời tiết rất dễ chịu cho người dân và du khách, không chỉ trong hôm nay mà cả 1 đến 2 ngày tới. Về đêm nhiệt độ giảm nhẹ so với những ngày trước, chỉ còn khoảng từ 22 cho đến 23 độ. Trên vùng cao Tây Nguyên, khi ghé thăm thành phố Đà Lạt mộng mơ trong ngày hôm nay, du khách hoàn toàn có thể yên tâm trải nghiệm các hoạt động ngoài trời mà không phải quá lo về tình hình thời tiết. Dự báo trong 24 giờ tới, mưa ít có khả năng xuất hiện trên khu vực này. Nhiệt độ ban ngày dao động trong khoảng từ 20 cho đến 22 độ. Tuy nhiên, chỉ lưu ý với quý vị là về đêm, khi mà nhiệt độ giảm còn khoảng từ 14 đến 16 độ thì trời chuyển rét hơn, do đó quý vị vẫn nên có các biện pháp bảo vệ sức khỏe sao cho phù hợp. Đã sang nửa cuối tháng 12 dương lịch, thành phố Hồ Chí Minh cũng như các nơi khác thuộc khu vực Nam Bộ phổ biến thời tiết ít mưa, ban ngày nắng nhiều và nhiệt độ cao nhất ngày tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay dao động trong khoảng từ 30 cho đến 31 độ. Còn đêm nay và sáng sớm mai, tiết trời mát mẻ với mức nhiệt từ 23 cho đến 24 độ. Trong một vài ngày tới, thời tiết chưa có sự biến động đáng kể và nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động giao thương trên địa bàn thành phố.